Có một câu hỏi đặt ra là thế nào gọi là lớn, thế nào gọi là nhỏ? Có phải cuộc sống của chúng ta đang bị chao đảo bởi những sinh vật nhỏ li ti đó sao? Điều này làm chúng ta phải tư duy lại về sức mạnh của những điều nhỏ bé. Những quân domino này tượng trưng cho những hiệu ứng đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Trí tuệ của Ấn Độ có nói rằng cái này xảy ra vì cái kia xảy ra, hay khi một sự việc diễn ra đã có những sự việc khác diễn ra trước đó. Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân đầu tiên. Những việc chúng ta làm ngày hôm nay là vô cùng quan trọng. Hãy làm một việc gì đó ngay khi có thể.